Cột Demon Slayer là những chiến binh tài năng và hơi thở mang tinh hoa của đất trời. Đoạn đường gian nan đầy chông gai dù nguy nan ở phía trước, diệt trừ quỷ vì cuộc sống yên bình. Gia chủ tôi đây dù đang nghĩ mà vẫn chưa trang tình yêu và kiếm pháp mang hơi thở của mãng xà. Chàng cầm trôm yêu khăn Rosie dịu dàng nhưng chàng yêu đuối, tình yêu chính là hơi thở của nàng. Trùng chủ tôi đây nụ cười tươi chẳng thể xóa trên bờ môi và hơi thở của côn trùng độc tố đầy. Tuy chủ tôi đây lạnh như băng và mang hơi thở của nước, thật ngầu quá cùng chàng quá vô tình. Hạ chủ vô tư và nghiêm túc cùng hơi thở sương mù đây và rất hiếm khi quan tâm truyền báo đồng. Ngược lại là phong chủ tôi đây chẳng nề nang và hồ báo tựa ngon.